Thân chào quý anh chị và các bạn. Ở video này em sẽ hướng dẫn mọi người lập dự toán phần công ích đô thị và cụ thể hơn đó là phần chiếu sáng áp dụng cho địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thì như các anh chị đã biết, thời điểm hiện tại thì khi mà chúng ta lập dự toán phần chiếu sáng, chúng ta cần dùng bộ định mức từ 592 đến 594. Xin lỗi. Về công ích đô thị đấy ạ, là chúng ta áp dụng các bộ định mức từ 591 đến 594 của Bộ Xây dựng ban hành năm 2014. Cụ thể hơn thì tỉnh Đồng Nai vào năm 2016 có ban hành bộ đơn giá về công ích số 1904, cho nên là cái việc lập dự toán của chúng ta được trở nên đơn giản hơn rất là nhiều so với các tỉnh thành khác. Để tiến hành được thì bước 1 các anh chị tiến hành cài đặt phần mềm dự toán ETA và mở lên như em đã có trên màn hình đây. Nếu như các anh chị mà chưa cài được phần mềm thì có thể vào trực tiếp trên website của dự toán ETA, đó là dự toán eta.vn. Ở trong này bên em có để sẵn bộ cài ở trong phần tải về. Các anh chị bấm vào tải về và cài đặt. Sau khi tải về cài đặt được thì các anh chị nếu mà có khóa bản quyền thì cắm khóa và sử dụng, còn nếu không thì với các anh chị chưa có khóa bản quyền thì có thể vào trợ giúp chọn đăng ký dùng bản quyền online để sử dụng thử full đầy đủ tính năng tiện ích. Giới thiệu qua một chút về việc cài đặt cũng như là việc dùng thử phần mềm như thế, thì ta sẽ vào ngay cái phần chính, đó là tải, sử dụng và cũng như là tra cứu công việc để lập dự toán một cái dự toán chiếu sáng của tỉnh Đồng Nai. Đầu tiên thì cần phải có cái dữ liệu của tỉnh Đồng Nai ở trên máy đã. Các anh chị mở phần mềm lên này, vào nội dung tải đơn giá, chọn đến tỉnh Đồng Nai để tải về. Ở đây thì máy em có rồi nên là nó sẽ là nút cập nhật, thì tương tự trên máy các anh chị cũng có thể cập nhật lại để nó tải những cái mới nhất. Máy các anh chị nào chưa có thì nó sẽ là cái nội dung tải về giống như của cái dữ liệu của Hậu Giang đây, thì các anh chị bấm vào tải về để tải về. Sau khi tải được thì các anh chị vào phần tỉnh thành phố, chọn giúp em Đồng Nai. Bên đơn giá này các anh chị tìm đến nội dung đơn giá Đồng Nai năm 2016, đơn giá 1904 về phần công ích. Ở đây thì đơn giá đã được chia rõ thành hai vùng rồi, vùng 1 và vùng 2. Đấy, thì các anh chị làm ở vùng nào thì các anh chị chọn. Thì cái việc mà chia rõ hai vùng như này thì rất là thuận tiện cho mình trong quá trình mình làm. Nguyên nhân là khi mà làm thì chỉ cần chọn cái đúng vùng thôi. Về nhân công, về máy thì đã tính đầy đủ cho các vùng như thế rồi. Và cứ thế là chúng ta tính thôi, rất là thuận tiện. Chỉ có một cái điểm chú ý, đó là rất nhiều anh chị thì cứ tích cả như này để gọi là tích thừa còn hơn bỏ sót. Tuy nhiên là cái việc này dẫn đến cái việc rất khó để làm một cái dự toán đấy chính xác. Nếu mà chúng ta làm vùng 2 thì ok, bởi vì phần mềm cái cơ chế của nó sẽ là tra ưu tiên cái bên dưới trước, thì ở đây nếu như tích như thế thì nó sẽ tra toàn bộ là dữ liệu vùng 2 sẽ. Nhưng mà với các chị làm theo vùng 1 thì gặp cái khó khăn, đó là ta không tra được các dữ liệu của vùng 1. Vậy cho nên là em khuyên mọi người, đó là trước khi làm thì ta xác định xem là cái dự toán chiếu sáng đó, hay là nói rộng hơn đó là cái dự toán của cái phần công ích của chúng ta là của vùng 1 hay là vùng 2, để chúng ta tích chọn cái đó cho nó chính xác. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái của vùng 1 này thì tích vùng 1. Sau khi tích chọn xong thì các chị sẽ vào các cái mã số công việc, cũng như là có thể tìm theo tên, có thể tìm theo mã số ở cột mã số công việc này. Như ở đây em đã chọn sẵn hai mã về 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 chiếu sáng. Các anh chị về chiếu sáng thì rõ ràng rồi, chúng ta là dùng theo mã CS. Các anh chị có thể đánh mã CS lên để tìm kiếm về mã hiệu CS1 này, hay CS2, CS3, CS4, CS5 thì tùy mình để mình tìm kiếm và ra là cái mã số công việc. Ngoài ra thì nếu như trong trường hợp mà các anh chị mà chưa nhớ được cái mã số công việc, hoặc là cái muốn tìm theo cái nội dung tên công việc, thì chúng ta có thể cũng ở mã số công việc này nhé, các chị đánh cái từ khóa vào. Chẳng hạn như chúng ta nên quan tâm đến một công tác về cột đèn chẳng hạn, thì cái search cột đèn thì tất cả công tác liên quan đến cái cột đèn của ta sẽ được phần mềm nó gợi ý lên. Hay là các anh chị làm các công tác về về nội dung khác, như là về luồn dây, hay là lắp đặt đèn, hay là thay cái bóng cao áp chẳng hạn, thì có thể search cái bóng cao áp này.
thì phần mềm nó sẽ dựa vào cái từ khóa mà các chị cung cấp đó, để gợi ý là được cái mã hiệu phù hợp, cái diện tích vào đây để chọn, hoặc là kích đúp vào công tác đó để chọn. Sau đó thì phần mềm nó sẽ dựa theo các công tác mình chọn để đưa ra là cái công tác tương ứng mà đã được ban hành trên bộ đơn giá, sẽ bao gồm là hao phí cũng như là cái phần giá gốc ở trên đó. Đấy, tương tự như thế với là nhân công và máy thì cũng như vậy. Đấy, chúng ta tìm được công việc phù hợp thì sẽ vào khối lượng công việc đó. Và khối lượng thì các anh chị có thể vào dưới dạng là tổng khối lượng ở cột M, hoặc có thể vào dưới dạng là diễn giải khối lượng ở cột D. Đấy, diễn giải khối lượng ở cột D như thế này. Đấy, thì các anh chị cứ đánh toàn bộ những cái diễn giải ở cột D và phần mềm nó sẽ tổng hợp và đưa cái tổng khối lượng đấy cũng lên cột M, giống như việc mà anh chị điền ở đây. Tra cứu xong được các cái công việc thì chúng ta sẽ tiến hành qua các bảng vật liệu này, nhân công và máy thi công để điều chỉnh lại cái giá cho nó phù hợp. Đặc biệt ở đây là chúng ta cần quan tâm đến cái nội dung đó là phần vật liệu. Vật liệu thì ở đây chúng ta đây là giá gốc của vật liệu theo bộ đơn giá. Nếu mà chúng ta trong quá trình thực hiện, nếu như mà các cái vật tư vật liệu mà có cái giá nó khác với giá này thì chúng ta cần điều chỉnh lại giá cho nó phù hợp ở cột giá thông báo. Còn cái giá ở đây là giá gợi ý của phần mềm và theo nội dung bộ đơn giá. Các chị có thể điều chỉnh mức giá mới ở đây, chẳng hạn như cột đèn này chúng ta phải có cái giá mua nó đắt hơn là 1 triệu cơ, hay là cái này là 2 triệu, điều chỉnh vào đây. Tương tự như thế với các nội dung khác. Ở phần nhân công thì và phần máy thì như em có nói từ ban đầu đấy, thì khi đã tra theo được các cái nội dung đúng vùng rồi thì cứ thế là chúng ta tiến hành thôi, chúng ta không cần phải điều chỉnh lại nữa vì nó đã thực hiện đúng cái vùng của mình. Ở bảng tổng hợp kinh phí hạng mục thì ở đây có một cái mẫu riêng cho phần công ích đô thị, mọi người có thể chọn cái mẫu đó là thông tư số 14/2017. Thông tư thì ở đây là cái mẫu được soạn theo thông tư 14/2017 về lập dự toán cho cái phần công ích đô thị. Thì cái này nó có một cái phần một số cái nội dung đáng chú ý, đó là cái phần chi phí quản lý chung, hay mà nếu như bên xây dựng của mình sẽ có là chi phí chung đấy. Thì đây có một tên gọi khác là tí quản quản lý chung, sẽ được đấy bằng nhân công nhân với 45%. Ngoài ra có một số cái nội dung nữa, đó là lợi nhuận định mức được cho phép là 1% của T cộng C, tức là chi phí trực tiếp mà cộng với chi phí quản lý chung, sẽ được hướng dẫn là được đấy là 1%. Đây là cái mức nhỏ nhất và phần mềm cũng gợi ý là như vậy. Và các cái tiếp theo sau đó thì cộng vào chúng ta sẽ tính được thuế 10% nữa. Thì ở thời điểm hiện tại mà em đang làm video là tháng 4 2022 thì chúng ta đang 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 thực hiện cái nghị quyết cái nghị định về việc giảm thuế theo nghị định số 15. Đó. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh lại cái mức thuế này cho nó phù hợp nữa. Các chị vào phần hệ số chi phí xây lắp này. Đó. Chỉnh lại cho em về 8% nhé. Đây. Chỉnh cái nội dung này 8%. Đó, sau đó đóng lại. Đó. Để nó phù hợp với cái lập dự toán hiện tại. Tuy nhiên là cái việc điều chỉnh 8% này nó chỉ phù hợp với những cái công trình ngắn hạn mà chúng ta có thể hoàn thành được trong năm nay và xuất hóa đơn được cho chủ đầu tư trong năm nay. Lý do tại sao lại phải như vậy là vì cái nghị định này về giảm thuế nó chỉ quy định trong cái quá trình ở cái bước cuối cùng, đó là xuất hóa đơn ra. Công trình của ta phải xong, phải nghiệm thu hoàn thành và trả được hóa đơn thì mới mới điều chỉnh về 8%. Chứ còn nếu mà những công trình mà dài hạn thì rõ ràng là cái việc điều chỉnh 8% nó không phù hợp, các anh chị nên là giữ lại 10% như bình thường. Các cái phần về dự thầu thì các công tác nó cũng sẽ được tiết chiết tính theo 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 cái đơn giá dự toán ở bên này. Bên tương song song với phần chiết tính chúng ta sẽ có đơn giá dự thầu. Ở đây các anh chị có thể thấy có một cái tính năng là dự toán từ dự thầu đang là bao nhiêu. Đó, để chúng ta kiểm soát được cái việc lập dự toán của mình cho nó ổn. Các cái bảng phụ trợ thì chúng ta sẽ có bảng phân tích vật tư, bảng tổng hợp vật tư.
Nếu như các anh chị cần thì có thể quan tâm đến các bảng này. Tất cả các bảng thì đều có các cái mẫu bảng tổng hợp để các chị thay đổi theo cái mong muốn của mình. Xong xuôi thì mọi người có thể lưu file với cái tên của mình để tiện sau mở lại này, hoặc là xuất ở Excel. Đây là chúng ta in ấn để phục vụ cái việc mà đọc hồ sơ của mình, in ấn để phục vụ cái việc đọc hồ sơ của mình. Ok, thì rất là nhanh chóng em đã cùng với mọi người hoàn thiện một cái dự toán nho nhỏ sử dụng cái bộ đơn giá của tỉnh Đồng Nai để đập một cái dự án chiếu sáng. Tương tự như vậy thì nếu như các anh chị làm về các cái phần công ích khác như là chiếu cây xanh hay là thoát nước hay là môi trường thì cũng cũng làm tương tự. Và lúc đó chúng ta sẽ không tìm các cái mã về CS nữa mà chúng ta sẽ làm các cái mã về MT hay là các mã về NT, thoát nước là TN. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tra cứu và cái quy trình làm việc thì cũng thế. Thì rất mong là video hữu ích và giúp được các anh chị trong quá trình là làm quen sử dụng phần mềm. Trong quá trình sử dụng nếu có gì vướng mắc có thể liên hệ lại với bên em để được hỗ trợ.